Một người đẹp luôn thể hiện mình bằng những hình ảnh thiện tâm hay những câu chuyện đạo lý. Từ vào vai sinh viên ngoan hiền cho đến tung hỏa mù mang thai, người đẹp này giờ đủ trò đối với cơ quan chức năng. Liệu rằng bóng hồng này có thoát án? Ngày 18 tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận vụ án ma túy khủng từ đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng. Có 5 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó Nguyễn Vũ Trọng, sinh năm 1983, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Trần Văn Trung, sinh năm 1994, trú tại xã Bến Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Và hot girl Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1997, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, là những con át chủ bài. Ngược thời gian từ tháng 2 năm 2021, lực lượng chức năng manh nha phát hiện hoạt động ma túy tinh vi dọc theo các tỉnh thành miền Trung. Bí mật theo dõi, Bộ đội Biên phòng xác định đây là một đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng theo đường xe khách. Các đối tượng trong đường dây đều có một vỏ bọc riêng. Chúng trong vai đại gia bất động sản, sinh viên, lái xe, có cuộc sống bình dị, sung túc, nhưng thực chất đều do hoạt động ma túy mang lại. Chưa hết, không chỉ tinh vi trong giao nhận hàng, các đối tượng còn mua bán ma túy với số lượng lên đến hàng kg, chục kg. Điều này tiềm ẩn hệ lụy vô cùng lớn cho xã hội khi mỗi lô hàng chót lọt. Đại tá Bùi Đức Trung, đoàn trưởng đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng quyết định xác lập chuyên án, tung các trinh sát và điều tra viên xuất sắc vào cuộc với quyết tâm bóc gỡ đường dây gieo rắc cái chết trắng này. Những trinh sát ngày đêm âm thầm có mặt khắp nẻo đường từ Quảng Trị, Quảng Bình đến thành phố Đà Nẵng. Cho đến một ngày giữa tháng 4 năm 2021, giữa ngược xuôi xe cộ trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, một nhóm người bất ngờ áp sát chiếc xe ô tô đen sang trọng hiệu Tucson đậu bên đường. Một đôi nam nữ trẻ đẹp cố thủ trên xe cũng bị nhóm khống chế. Cách đó không xa, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Khi đó, một thanh niên khác tay xách vali vừa bước xuống xe khách cũng bị áp sát khống chế. Sự việc kỳ lạ khiến dư luận chú ý xôn xao. Cũng chỉ tích tắc sau đó, lực lượng công an và biên phòng mang sắc phục có mặt tại hiện trường. Tất cả người dân mới vỡ lẽ rằng đó là trinh sát mang thường phục bắt kẻ buôn ma túy. Giải quyết xong xuôi, ổn định hiện trường, lực lượng biên phòng đưa 3 đối tượng cùng 2kg ma túy được cất giấu trong vali về trụ sở đấu tranh. Bộ ba này không ai khác chính là Trọng, Trung và Trà My. Tại trụ sở, khi trinh sát biên phòng đọc rõ lộ trình rằng hàng từ cầu đuôi Quảng Trị được gửi lên xe khách vào Đà Nẵng, còn chúng ngược ra Quảng Bình bằng ô tô riêng. Sau đó, vòng về Đà Nẵng thì đối tượng Trọng mới cúi đầu nhận tội. Trọng chính là ông trùm trong vụ việc. Hẳn nào ngờ, những toan tính bậc thầy ấy của mình lại chẳng qua được mắt cơ quan điều tra. Trong đó, Trọng cùng đồng bọn nhận hàng ở Quảng Trị rồi bắt xe khách ở cầu đuôi gửi về Đà Nẵng. Lúc này, ma túy được chúng ngụy trang trong vali áo quần. Phải nói thêm rằng, cầu đuôi là khu vực bằng phẳng, rộng lớn nên rất khó để đứng từ xa theo dõi. Tiếp nữa, đây là vị trí giao thoa giữa nhiều cung đường như Lê Lao Bảo, ngược về Quảng Bình cho đến vào Đà Nẵng. Nên khi gửi hàng ở đây, chẳng ai biết hàng sẽ được chuyển về đâu. Gửi xong hàng, Trọng lái xe ra Quảng Bình rồi vòng về lại Đà Nẵng. Tất cả đủ cho thấy sự tỉnh táo quá ư hoàn hảo của ông trùm này. Chưa hết sốc vì bị cơ quan chức năng vạch trần, ông trùm Nguyễn Vũ Trọng còn dở khóc dở cười khi đàn em và bóng hồng liên tục chơi chiêu. Theo đó, chúng trút hết mọi tội lỗi lên đầu đại ca và thanh minh mình vô tội. Mình bị Trọng dụ dỗ đi Quảng Trị chơi chứ không biết là có ma túy. Trung nói rằng mình chỉ là một tài xế chạy dịch vụ ở Đà Nẵng. Chuyến đi này là được Trọng thuê chạy. Gã nào có biết thứ ma túy đáng sợ ấy là gì? Không tin cơ quan điều tra cứ về nhà gã lục xét. Ở nhà gã có một gia đình đàng hoàng, hạnh phúc, viên mãn. Sau màn khua môi múa mép ấy, các điều tra viên khiến đàn em bội bạc này im lặng bằng loại chứng cứ như không biết ma túy là gì, sao dương tính với ma túy. Lái xe lương 3 cọc 3 đồng thì tiền ăn chơi khắp trốn, tiền đâu mua đủ loại trang sức, điện thoại thời thượng. Lúc này, biết rằng khó có thể chối cãi, Trung mới lắp bắp xin khai. Hắn chính là cánh tay đắc lực của Trọng trong các phi vụ ma túy. Cuối cùng là cô ả hot girl xinh đẹp Trà My vẫn khóc lóc suốt đêm vì cho rằng mình bị oan.
My nói rằng mình xuất thân ở quê nghèo Quảng Bình nên ý thức được sự gian khó để vươn lên. Vào Đà Nẵng phồn hoa, My chỉ biết học và học để thay đổi bản thân. Ở chuyến đi lần này, biết My gốc Quảng Bình nên Trọng là bạn bè đã rủ đi Quảng Trị, Quảng Bình vui chơi. Thấy tiện đường lại hợp lý nên My mới đi. Hơn nữa, My đang có thai nên mong cơ quan chức năng điều tra kỹ càng, tránh bắt nhầm thục nữ hiền lương. Tất nhiên, cũng như chung, những giọt nước mắt của hot girl Trà My chẳng thể qua nổi con mắt của chính sát biên phòng. Cô ả im lặng khi nghe cơ quan chức năng hỏi rằng: có còn học ở trường cao đẳng Bách Khoa hay không? Sao vừa rồi bị cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xử phạt vì dùng ma túy? Rồi nữa, chữ viết trên vali chứa đầy ma túy kia là của ai? Màn kịch vụng của hot girl xinh đẹp đến lúc hạ màn. Chiêu trò tung hỏa mù có thai cũng được làm rõ là không đúng sự thật. Trà My thất thểu khai nhận mình là bóng hồng bên cạnh ông trùm Trọng. Không chỉ làm người yêu, Trà My cũng tham gia giúp sức cho Trọng ở nhiều phi vụ. Con đường đến với ma túy của nữ sinh viên xinh đẹp này cũng quá đỗi nhanh chóng. Đúng như My nói, My ở quê nghèo lên thành phố ăn học với biết bao kỳ vọng từ bản thân thị cho đến gia đình, bạn bè. My thông minh, xinh đẹp và học giỏi. Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cô gái này từ khi gặp Trọng. Trọng, gã trai xì phố, nhanh chóng tán đổ cô thôn nữ quê mùa. Trọng yêu rồi chăm sóc, bao nuôi đủ thứ cho My. Một viễn cảnh không học hành, công việc làm ăn mà vẫn có tiền tiêu xài được Trọng vẽ ra cho Trà My. Thế rồi đu theo cuộc sống vui chơi nhàn hạ dùng rỉnh tiền bạc ấy, My dần dần xa rời việc học. Cô nàng cũng đến nhanh với làn khói trắng sau những lần ăn chơi thâu đêm với người yêu. Từ sử dụng, My lao theo Trọng đi buôn bán để rồi có kết cục như ngày hôm nay. Liên quan đến vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra sau khi tiếp nhận hồ sơ từ đoàn 2 biên phòng. Còn riêng đoàn 2 biên phòng cũng mở rộng thêm vụ án nhằm truy xét thêm các đối tượng khác trong đường dây. Từ một cô sinh viên tỉnh lẻ, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị Đà Thành. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, sinh năm 1983, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, ông trùm ma túy. My cũng theo Trọng dấn thân vào tội lỗi. Trên Facebook của mình, Trà My khiến bao người mê đắm bởi những bức ảnh đẹp trong bộ cổ phục phi tần thời xưa. Hàng trăm, hàng ngàn lượt thích, bình luận, ngợi khen cô gái này. Điều đáng tiếc, Trà My đã không giữ được mình mà trượt dài theo ma túy. Trà My vốn học tốt, nhưng sau khi vào cao đẳng Bách Khoa thành phố Đà Nẵng, không lâu thì đã bỏ học. Chính cuộc sống nhàn hạ khi được Trọng cung phụng, bao nuôi đã khiến My phó mặc theo Trọng. Có một điều đáng chú ý nữa, hot girl ma túy này thường rất hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội. Có một dòng status Trà My ghi: còn trẻ khỏe, còn tương lai, sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi, mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ? Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi. Còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn, thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt. Thực sự nên tự dùng đôi bàn tay của mình, bởi nghiệp quật sẽ rất nhanh. Rất tiếc cho những câu đạo lý chính Trà My lại dấn thân vào ma túy và phải trả giá. Trên Facebook cá nhân, cô gái trẻ 24 tuổi khiến bao chàng trai mê đắm bởi những bức ảnh đẹp xuất thần, đặc biệt là những bức ảnh Trà My hóa trang trong trang phục cổ xưa. Cuộc sống sang chảnh, dùng đồ đắt tiền cộng thêm có nhan sắc, cô gái này cũng thường xuyên hay nói chuyện đạo lý trên mạng xã hội. Các đối tượng là Nguyễn Vũ Trọng, 38 tuổi, ngụ tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, là ông trùm. Nguyễn Thị Trà My, sinh năm 1997, trú tại thị trấn Kiên Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, và Trần Văn Trung, 27 tuổi, ngụ tại tỉnh Quảng Trị. Nhóm người này bị bắt khi đang nhận ma túy từ một xe khách trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tang vật thu giữ được tại hiện trường là 2kg ma túy đá được giấu trong vali hành lý. Theo tài liệu điều tra, Trọng và Trung mua số ma túy trên ở Quảng Trị. Tại đây, cả hai nhờ Nguyễn Thị Trà My gửi ma túy theo xe khách vào thành phố Đà Nẵng để tránh bị phát hiện. Được biết, Trà My vốn sắc sảo và xinh đẹp, cô là bóng hồng của ông trùm, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy này. Mặc dù là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy của người tình, nhưng Trà My vẫn luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hai túi màu vàng chứa tinh thể màu trắng ở trong vali ký gửi là ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng 2kg. Trong đó Nguyễn Vũ Trọng cùng Trần Văn Trung đã mua của một đối tượng ở Quảng Trị mang về Đà Nẵng để tiêu thụ. Còn Nguyễn Thị Trà My là người biết việc đi cùng
trực tiếp ra bến xe gửi vali chứa ma túy vào Đà Nẵng. Khám xét xe ô tô, các đối tượng dùng để di chuyển lực lượng đánh án thu giữ thêm 205 viên ma túy tổng hợp, ký hiệu WI và 1,4 gram ketamine. Khi biết My bị bắt, dân mạng bắt đầu lục tìm hình ảnh hot girl ma túy này trên mạng xã hội và choáng khi phát hiện đấy chính là thần tiên tỷ tỷ ngày nào. Cộng đồng mạng còn phát hiện, trong một status dịp Tết vừa qua, My dạy mọi người, còn trẻ khỏe, còn tương lai thì phải dùng chính bàn tay của mình, không nên đụng vào những thứ dơ bẩn. Đối chiếu những dòng giao giảng này với thực tại của hot girl, nhiều cư dân mạng nhắc nhau, con trẻ đẹp thì hãy sống và làm những việc chân chính, đừng thả thính và giao giảng trong khi làm những việc bất chính.